Hi, we are the Han Market next to the Han River in Da Nang, Vietnam. Oh, everywhere is street food and market here. So it's about 4:30 p.m. Monday. We'll walk around, try some of the food they have. One hat. Nhà bếp cho hàng. A lot of tourists in. Hello, xin chào. Xin chào. Cho cái cà phê sữa đá đi. Dạ. Sữa đá. Đi, cho cái chai nước suối luôn. Dạ. Okay. Còn có bánh gì ăn không? Dạ không. Rồi, có uống cà phê đỡ. Có wifi mà phải không? Dạ có wifi. Rồi. Có wifi. Ok. Ơi, cảm ơn. Ơi dễ mà không. Ơi đi. Ơi cảm ơn. Thôi ngồi đi uống cà phê cho rồi. Ơi có ổ điện sao? Cái này ngồi đây được rồi, có ổ điện không? Có hả? Cảm ơn. Rồi ngồi đây đi. Rồi, hồi nãy giờ đi quay phim hết